Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ tư ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các dự án FDI trên địa bàn đã thu hút vốn lớn, công nghệ và quản lý hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. Chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đối với công nhân lao động tại cả khu công nghiệp giai đoạn 2016-2021 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Một số hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ áp dụng thực hiện chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm để vừa quản lý hiệu quả vừa bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày hôm nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu thuộc các tỉnh thành trên cả nước. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cùng đại diện các bộ ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương. Năm 2023, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, ứng phó hiệu quả kịp thời với biến động của tình hình trong và ngoài nước. Đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.693.000 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tại Thừa Thiên Huế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2023 ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, vượt 16% dự toán chính phủ giao, vượt 10,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và giảm 13,8% so với cùng kỳ. Thảo luận tại hội nghị, đại diện một số địa phương đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, thống nhất mục tiêu và 7 nhóm giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính năm 2024 như đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2024 chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành tài chính và các địa phương thực hiện tổ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng thời tích cực chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu tiến tới tài chính số. Chiều nay, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết trao giải chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 và trao giải hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 7 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và 6 lần tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên, 5 lần tham gia bình chọn cấp quốc gia. Đặc biệt là trong đợt bình chọn cấp quốc gia năm 2023 vừa qua, 7 sản phẩm của tỉnh đã vinh dự được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, nâng tổng số sản phẩm của tỉnh đạt bình chọn cấp quốc gia lên 24 sản phẩm. Về kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, có 64 sản phẩm được công nhận, mỹ nghệ 19 sản phẩm, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm 41 sản phẩm, nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc và phụ tùng cơ khí 1 sản phẩm, nhóm sản phẩm khác 3 sản phẩm. Đồng thời đề cử 27 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024. Về hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023, ban tổ chức hội thi cho biết năm nay đã có 57 đơn vị cá nhân tham gia với 124 thiết kế sản phẩm, bộ sản phẩm chia làm 4 nhóm. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, kết quả giải nhất thuộc về bộ đèn Con đường di sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam, 2 giải nhì bộ sản phẩm hòa tiệc trên cửu đỉnh của tác giả Phạm Đăng Nhật Thái và bộ sản phẩm tranh thêu trên lá sen danh lam thẳng cảnh Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn Sen Thảo. Ngoài ra, còn có 3 giải ba, 10 giải khuyến khích. Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của các ngành nghề và làng nghề truyền thống của vùng đất cổ đô Huế. Thông qua đó khơi dậy năng lực sáng tạo của các nghệ nhân, cá nhân và các tổ chức nghề nghiệp liên quan trong việc đẩy mạnh việc sáng tác mẫu mã mới và sản xuất các sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Huế, phục vụ phát triển du lịch và xuất khẩu. Chiều nay, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp công tác dân vận năm 2023 và ký kết kế hoạch phối hợp công tác dân vận năm 2024. Năm 2023, công tác phối hợp giữa các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
Trong năm, ba bên cũng đã phối hợp thực hiện một số nội dung chương trình có hiệu quả mang tính nhân văn sâu sắc tiêu biểu như phong trào dòng họ làng bản không hộ nghèo, xây dựng mạng lưới dân vận khéo, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Tại hội nghị, ba đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác trong năm 2024 với một số nội dung như phối hợp tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp, lãnh đạo công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, dự ước đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 69.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng đạt 79.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2022. Nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức 1.638 tỷ đồng, tỷ lệ xấu ở mức 2,17%, cao hơn mức tỷ lệ 0,72% vào thời điểm cuối năm 2022. Hiện nay, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh từ 0,2 đến 0,4% một năm so với biểu niêm yết trước đó, đưa mức huy động một tháng xuống thấp nhất chỉ còn 2,2% một năm. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm cả kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng giảm mạnh từ 3% một năm xuống còn 2,6% một năm. Còn đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giảm từ 3,3% một năm xuống còn 3% một năm. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng giảm từ 4,3% một năm xuống còn 4% một năm. Thưa quý vị, với lợi thế là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế có nhiều tiềm năng và cơ hội về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với nhiều dự án hàng tỷ đô la Mỹ. Các dự án FDI tại địa phương đã thu hút vốn đầu tư lớn, công nghệ và quản lý hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng năng suất lao động. Skyvi, một thương hiệu lớn 100% vốn nước ngoài của tập đoàn dệt may Pháp, đã đầu tư vào Thừa Thiên Huế gần đúng một thập kỷ cho biết. Quá trình đầu tư tại Huế, doanh nghiệp đã liên tục mở rộng sản xuất với nhiều nhà máy. Hiện doanh nghiệp có hơn 6.300 lao động, với thu nhập bình quân hiện nay là 6,2 triệu đồng một tháng. Dự kiến, vào đầu năm mới 2024, công ty sẽ đưa nhà máy số 2 đã bị cháy trước đây và tuyển dụng thêm 1.000 lao động mới và nhà máy tại khu công nghiệp Từ Hà về khoảng 700 lao động. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã gặt hái một thành quả to lớn, đảm bảo một đời sống phát triển của tập đoàn bền vững trong tương lai. Ngoài sự phát triển của tập đoàn, chúng tôi tại Huế, chúng tôi luôn luôn một tinh thần sự nối kết, làm sao để kêu gọi đầu tư dù những công ty nước ngoài về đầu tư tại Huế, cùng đồng hành với chúng tôi để cùng xây dựng phát triển tỉnh Huế trong tương lai. Sau khởi công vào tháng 2 năm 2023, Trung tâm Thương mại El Mon Huế thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương của nhà đầu tư Nhật Bản có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, đã được tập trung mọi nguồn lực thi công toàn lực liên tục ngày đêm để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Với tốc độ thi công các hạng mục như hiện nay, dự kiến cuối năm tài chính 2024, dự án Trung tâm Thương mại El Mon Huế đưa vào sử dụng sẽ góp thêm động lực quan trọng để Thừa Thiên Huế nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chúng tôi đã chọn Huế để đầu tư với sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành. Ngay sau khi khởi công dự án, chúng tôi tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án về đích đúng kế hoạch. Tại hội nghị tổng kết hoạt động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn mới đây cho thấy, các doanh nghiệp này đã đóng góp trên 10% GDP toàn tỉnh, nộp ngân sách ước đạt 4.050 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,8% trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2023. Đây là những con số khá ấn tượng về những đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vào tăng trưởng chung của kinh tế Thừa Thiên Huế trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Trong cái điều kiện hết sức khó khăn như vậy, cái cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp tích cực. Những cái con số đó đã nói lên những cái nỗ lực, những cái đóng góp, những cái cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp FDI cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong năm 2023 và tạo tiền đề để tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được các cái mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là nghị quyết 54 trong
trung hạn cũng như trong dài hạn. Phải khẳng định rằng các doanh nghiệp FDI đã có những lan tỏa tích cực đến các thành phần kinh tế khác phát triển, khơi dậy các nguồn lực đầu tư trong tỉnh, trong nước. Ngoài ra, doanh nghiệp khối FDI cũng thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ và năng lực trong một số ngành phù hợp lợi thế của tỉnh như công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bất động sản du lịch, thương mại dịch vụ, dệt may. Xác định được tầm quan trọng đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đưa ra các giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư FDI, đồng thời luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp FDI để tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương. Phải thực hiện mục tiêu chung là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là môi trường đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì định kỳ hàng năm, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với câu lạc bộ FDI thì tổ chức cái cuộc gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và những người có mong muốn đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với mong muốn là chia sẻ cơ hội đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cũng như là xúc tiến các cái cơ hội đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư hiện tại muốn mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như là các nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào tỉnh. Tỉnh đã có nhiều cái cơ chế, nhiều cái chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài. Đó là chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác để tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư tìm hiểu, làm ăn vào địa bàn Thừa Thiên Huế. Cái thứ hai nữa là làm tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm nhẹ, giảm thiểu tối đa các cái thủ tục không cần thiết, giảm cái thời gian giải quyết các cái thủ tục, rồi chỉ đạo hỗ trợ các cái nhà đầu tư trong cái việc tiếp cận đất đai, rồi đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng để cho nhà đầu tư có cơ sở để thực hiện các cái dự án. Năm 2023, dù ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, nhưng theo đánh giá, tình hình thu hút đầu tư FDI trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể. Trong năm, Thừa Thiên Huế cấp mới 11 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 141,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 3.389 tỷ đồng. Như vậy, trên địa bàn tỉnh hiện có 126 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.524 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 8, kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp giai đoạn 2016-2021 là nội dung được đông đảo đại biểu cử tri trên địa bàn quan tâm. Đánh giá của đoàn giám sát cho thấy, mặc dù cả cấp ngành địa phương có nhiều nỗ lực, nhưng việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đối với công nhân lao động tại cả khu công nghiệp giai đoạn 2016-2021 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Thời gian qua, trên địa bàn Thừa Thiên Huế chấp thuận đầu tư 9 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, có 4 dự án nhà ở xã hội độc lập đến nay đã hoàn thành trên diện tích đất hơn 4,1 hectare, với tổng số 1.773 căn hộ, đã bàn giao đưa vào sử dụng 1.764 căn hộ. Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 128.336 m2. Giai đoạn 2021-2025, có 5 dự án nhà ở xã hội đã được kêu gọi đầu tư trên diện tích đất 17,44 ha với 6.238 căn hộ, với tổng diện tích sàn nhà ở 658.680 m2. Liên quan phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, trên địa bàn tỉnh hiện mới có một dự án của công ty Scavi Huế triển khai tại địa bàn huyện Phong Điền. Quy mô dự án đầu tư gồm 16 tòa nhà, thực hiện trên diện tích gần 3 hecta, dự kiến giải quyết chỗ ở cho 2.200 lao động, với tổng vốn đầu tư khoảng 147 tỷ đồng. Đến nay dự án chưa hoàn thành, mới thực hiện được 764 m2 sàn, giải quyết nhu cầu nơi ở cho khoảng 400 công nhân. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ rõ các chỉ tiêu phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân trên địa bàn còn những bất cập. Chương trình chưa được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo so với kế hoạch đề ra, nhưng vẫn chậm kiểm tra xử lý một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn chưa được tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong
phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh nằm chủ yếu ở khu vực An Vân Dương, xa các khu công nghiệp nên nhu cầu thuê nhà ở rất ít, ảnh hưởng đến phương án kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc tiếp cận các thông tin liên quan đến điều kiện, thủ tục đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội còn hạn chế. Công tác phối hợp trong việc xác minh điều kiện của đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội còn vướng mắc, khó khăn. Về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trong 6 chỉ tiêu phát triển diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2021, hiện chỉ có 1 chỉ tiêu thực hiện đạt, có 5 chỉ tiêu không đạt. Việc giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định theo nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cụ thể, trong các chỉ tiêu phát triển sàn nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2021, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạt 1 chỉ tiêu về phát triển nhà ở cho người có công và cách mạng. Các chỉ tiêu về phát triển nhà ở cho công chức, viên chức, người lao động tại khu công nghiệp, sinh viên, học sinh đều không đạt. Ngoài ra, việc tiếp cận được nguồn vốn vay, nhất là việc cho vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% một năm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định 100 còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ huy động vốn, tiến độ thực hiện và kêu gọi đầu tư các dự án. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời triển khai luật nhà ở năm 2023 sau khi có hiệu lực thi hành. Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 và dự báo đến năm 2030 đã đề ra tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đẩy nhanh việc lập các đồ án quy hoạch, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị đang thực hiện đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở triển khai thực hiện. Chỉ đạo ra soát bố trí đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư các thiết chế văn hóa, giáo dục, công viên, cộng đồng tại các dự án phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo phát triển đồng bộ và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra và nhu cầu thực tế, mới chỉ đạt 19,5% chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở kết quả giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh phát triển chương trình nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc là mối quan tâm hàng đầu của ngành nông nghiệp, là chìa khóa để đưa sản phẩm ngành nông nghiệp vươn ra các thị trường lớn. Tuy nhiên, việc quản lý truy xuất nguồn gốc hiện tại đang rất khó thực hiện. Để thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, một số hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ áp dụng thực hiện chuyển đổi số, vừa quản lý hiệu quả, vừa bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng. Tại hợp tác xã nông nghiệp An Lộ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, gạo được dán tem nhận diện thương hiệu mã QR code. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cần sự minh bạch đối với sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là nông sản, thì truy xuất nguồn gốc được xem là giải pháp ưu việt, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, giúp họ yên tâm sử dụng những loại nông sản có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo. Người tiêu dùng chỉ cần sử dụng các ứng dụng quẹt mã hoặc tích hợp trong các app Zalo, Viber là có thể quẹt được mã tem trên sản phẩm. Giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi, dễ dàng phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng. Tương lai thì chúng tôi là phải quảng bá trên thông tin đại chúng và coi như là có tuyển cán bộ marketing để truyền bá cho bà con để biết về cái sản phẩm xã để mà phát triển mình hơn. Cơ sở xe sạc gạo Thọ Huyền, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đóng gói bao bì sản phẩm in mã QR code trên sản phẩm. Theo xu thế phát triển của thị trường, bên cạnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hàng hóa, người tiêu dùng còn muốn biết nhiều hơn về quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến bày bán trên kệ, đặc biệt là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm. Vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc vì những lợi ích thực tế mà nó mang lại. Khi mà đã có mã vạch, mã QR thì bà con thì nó tin tưởng hơn và biết được cái nguồn gốc xuất xứ của cái gạo mình sản xuất. Từ đó thì hợp tác xã nông nghiệp Thừa Thanh cũng có từng bước là cũng là có cái hướng
là sang năm 2024 thì cũng mở rộng thị trường và đặt các cái là đại lý ở thành phố Huế để đưa cái gạo thì tham gia thị trường. Trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp đã và đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản qua cả hình thức, tùy vào quy mô và điều kiện thực tế của cơ sở. Cụ thể, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ quét mã QR code các sản phẩm sen Huế, dầu lạc Quảng Hò, trà rau má, mè xưởng Phước Thành, dầu tràm An Kiến. Một số cơ sở sản xuất sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP như cả khô cơ sở chế biến thủy hải sản Mỹ Á, hợp tác xã chế biến nước mắm truyền thống Phú Thuận, Phú Diên, gạo thơm hợp tác xã nông nghiệp Thủy Thanh, gạo thơm hợp tác xã nông nghiệp An Lộ. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung tiếp tục tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch để góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm nông sản địa phương. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Sáng nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức tôn vinh và tặng thưởng cho các tác phẩm công trình văn hóa nghệ thuật xuất sắc năm 2023. Theo đó, Hội đồng Nghệ thuật Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã thẩm định, bình chọn và thống nhất thông qua 14 tác phẩm công trình xuất sắc để tặng thưởng chính thức năm 2023 cho 6 hội chuyên ngành của Liên hiệp hội, gồm Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ múa và Hội Nghệ sĩ sân khấu. Nhìn chung, các tác phẩm đạt giải thưởng năm nay có tiếng nói đồng cảm, những vấn đề thuộc về nhân sinh, thể sự và đời tư của con người trong từng mối quan hệ cụ thể, thông qua cái nhìn sườn mốc xích bộ ba ngôn từ, hình tượng, tư tưởng mang tính nhân văn và triết lý sâu sắc. Đó là thành công tổng thể của các tác phẩm đạt giải thưởng năm 2023, góp vào thành công chung của văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế trên hành trình hiện đại, tích hợp và hội nhập với thế giới. Ba tác phẩm đạt giải năm nay của Hội Mỹ thuật là Biển Xuân của Nguyễn Thị Hải Hòa, Lưu giữ nét tài hoa của Trần Xuân Minh, tác phẩm Điêu khắc Vợ tôi của Phan Thanh Quang. Ở Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh có tác phẩm Sông Hương đêm hồi của Phan Thị Xuân Mai, tác phẩm Vừa khó của tác giả Nguyễn Khoa Huy, Bức phá của tác giả Hồ Ngọc Sơn. Ở nghệ thuật múa có Hoa cảnh khạc vòng xanh của biên đạo múa Lê Huyền. Trong lĩnh vực âm nhạc có ca khúc Lạc vào cõi mơ của tác giả Văn Đình đạt giải thưởng cao, vân vân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.